Tên chi, tên chi, tên chi. Khi đầy tớ Chúa Trời nói, thì người khôn ngoan lắng nghe. Thuộc truyền luật lệ ký 18:22. Chúa Trời vẫn đang nói chuyện. Hôm Chủ nhật 22 tháng 10 năm 2011, mục sư T.B. Joshua tiên tri về bóng đá ở Phi Châu giữa nước Nigeria và Chile và nói rằng nó không trông có vẻ được lợi lắm. Tôi vừa ngồi xuống thì Chúa Trời chỉ cho tôi thấy trò chơi giữa Nigeria và Chile từng tới. Họ bắt đầu thế nào thì họ sẽ chấm dứt thế ấy. Nhưng điều mà tôi đã nhìn thấy thì không có vẻ triển vọng lắm. Nó nói là không được triển vọng lắm. Và nếu vào lúc này mà chúng ta bị cản trở thì nó trông có vẻ xấu lắm, cho nên nó không được triển vọng. Bất cứ đội nào ghi bàn thắng đầu tiên thì thắng ngày đó. Nhưng trận đấu thì trông không có được thuận lợi lắm. Tôi đã xem nó ngày hôm qua. Có phải đây là bóng đá dành cho nước Phi Châu không? Có phải là thứ bảy tới không? Vâng, tôi đã xem nó ngày hôm qua. Tôi đã xem. Tình trạng của thế giới hôm nay không những chỉ nước này chưa không, cả thế giới mà gặp phải là nơi nào không có sự khải thị, không có sự hướng dẫn, cả khi khải tưởng được ban cho thì chẳng có ai làm theo. Tại sao những điều này lại xảy ra cho chúng ta? Nhiều năm trước đến giờ, nước Nigeria không có bị cản trở khi mới bắt đầu. Khi nói về vấn đề bóng đá Phi Châu, cúp bóng đá Phi Châu là chuyện nhỏ. Chúng ta đáng lý là vô địch. Tại sao chúng ta lại bị ngăn cản vào lúc này? Nhưng với Chúa Trời, mọi sự đều có thể. Nhưng nó không phải là điều mà tôi có thể làm được một mình. Đó là nan đề mà tôi gặp phải. Tôi không thể một mình làm được. Nếu tôi có thể làm được một mình và tôi yêu bóng đá, thì tôi sẽ cầu nguyện và kiên ăn. Nhưng điều này không thể được. Chúng ta cần phải có sự hiệp một, đồng nhất và sự chỉ dẫn được ban cho và chúng ta làm theo. Và khi bạn làm theo lời chỉ dẫn thì bạn sẽ chiến thắng ngày đó. Tại sao các bạn lại vỗ tay? Các bạn là người hướng dẫn viên à? Tôi yêu bóng đá rất nhiều. Đó là khi có đá banh, tôi muốn xem chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ cầu nguyện vì tôi muốn biết khi người ta tôn trọng Đức Chúa Trời. Chúng con sẽ làm gì? Chúng con sẽ làm thế nào? Thì sự chỉ dẫn sẽ được ban cho, làm thế này, và bạn sẽ làm nó đúng. Một lần nữa, hãy cầu nguyện như thể mọi sự đều lệ thuộc vào Chúa Trời. Cầu nguyện như thể mọi sự đều tùy thuộc vào Chúa Trời. Hãy đá banh như thể mọi sự đều nhờ cậy nơi Chúa Trời. Các bạn cười bây giờ, để rồi cười vào ngày đó. Bởi vì ngày đó rất là xấu hổ, đó là điều tôi đã thấy. Nhưng tôi đã thấy đội đối phương thì lại la hét. Những điều mà tôi nói bây giờ là những điều tôi đã nhìn thấy. Là một người của Đức Chúa Trời, tôi đã nhìn thấy nó trong sự hiển thấy, trong sự khải thị. Tôi thì không thể làm được điều gì, nhưng chúng con sẽ phải làm gì? Chính Chúa Trời đã chỉ cho tôi thấy trong sự hiển thấy. Hỏi tại sao ông này thấy lại không có thể giúp được gì? Không, nó không như các bạn nghĩ đâu. Bạn nghĩ, tại sao ông ấy không thể cầu nguyện mà thay đổi nó đi? Không thể được như vậy đâu. Đòi hỏi sự hiệp một giữa hai chúng ta cùng đồng tin nhau, thì mới thay đổi được. Chúng ta sẽ không làm được bất cứ điều gì riêng cho chúng ta mà không cần một hành động tương tác. Khi tôi nói trong danh Giê-xu thì bạn nói gì à? Amen. Vậy thôi. Đó gọi là hành động tương tác. Khi tôi nói trong danh Giê-xu thì nó phải đến từ tấm lòng. Và lời Amen của các bạn cũng phải đến từ tấm lòng trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Đó gọi là hành động tương tác nếu nó đến từ tấm lòng. Ngày hôm đó, nếu ai ghi bàn thắng đầu tiên sẽ thắng ngày đó. Nigerians need a win to qualify for the Nations Cup in Gabon and Equatorial Guinea. But Diallo has the ball. Feindu Nona beats his man.
still Phil Nduno, looking for who to give the ball to. Ismaila there, Tarek Ibrahima goes to the left. There's a chance for the Guineans, and they've hit the upright, and it's a goal. The Guineans have scored. The Guineans get the draw the first blood in this encounter. Đội Chinio đã ghi bàn thắng đầu tiên. Chính xác như mục sư Tibor Joshua đã tiên tri rằng đội nào ghi bàn thắng đầu tiên thì thắng ngày đó. Đội Chinio là đội đầu tiên đã ghi bàn thắng. Và thật sự họ đã thắng ngày đó. Và trong hai đội thì chỉ có đội của nước Chinio được giữ phần vào Africa Cup of Nations năm 2012. Điều mà tôi đã thấy thì không có thuận lợi lắm. Tôi nói là không có triển vọng lắm. Và vào lúc này chúng ta bị ngăn cản thì nó rất là xấu. Cho nên nó không có triển vọng nào cả.